Ông bên Mỹ nói anh về vấn đề khinh nghề nail đó anh. Nói tại vì ổng cảm nhận là anh khinh thôi. Chứ còn bây giờ thật sự em bây giờ nó nhạy cảm em, cái vấn đề khinh nghề nail. Đúng không? Bây giờ khinh nó nhạy cảm. Anh á thì anh đương nhiên anh không khinh. Đúng không? Nếu mà cái đó là chân chính. Còn đúng không? Còn ví dụ như các em đang so nghề nail với nghề văn phòng thì phải cho anh có cái quan điểm chứ. Má tụi bay so vậy thì sao chơi? Nếu mà anh không có cái quan điểm á thì dân văn phòng nó khinh anh thì sao? Đúng không? Nên tao nói người ta không dám nghe mà người ta cứ nói là tao khinh. Còn bây giờ nói thẳng là một cái xã hội trần trụi như vậy nè. Tôi nói các bạn cứ ngẫm nghĩ nha. Cái chuyện mà các bạn làm nghề nail á, xã hội đó có khinh hay không khinh á thì những người làm nail người ta hiểu nhất. Thế thôi. Tôi chỉ nói mức đó. Còn bạn cố chấp thì tôi chịu. Thế thôi. Ô, má riết được cái gì cũng là quyền lực không mà tao đụng tới mà tao nói chuyện tới các bạn đòi đâm đòi chém đồ ghê vậy. Giờ ví dụ như bây giờ nghề nail nó có cái quyền lực đó, rồi mốt nghề bán hủ tiếu, nghề cạo mo, nghề nghề gì qua đời, nghề bưng phở nó có cái quyền lực giống vậy hả? Rồi cái xã hội thành bang phái hả? Thành giang hồ hả? Đúng không? Không lẽ giờ bên 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 nail đi bem với bên phở, xong rồi bên phở đi bem với bên cắt cỏ đi bem với cái bên mà mẹ đụng rác mà đồ đây cho tổng thống nữa. Đúng chưa? Nên tụi em tại sao phải cứ đi lệch hướng cho mấy cái đó? Anh có làm nail hay không? Anh không làm nail ok. Tức là anh không phải là đối thủ của ngành nail. Còn bây giờ các bạn cứ đụng chạm tới các bạn này nọ, các bạn nhột từ lưa hột dưa lên, rồi các bạn thổi phồng câu chuyện lên, rồi các bạn tát này tát kia vô bằng đá đẻo bằng keo băng nhóm online, rồi xong rồi muốn chơi hả? Cái con giấy, cái câu chuyện của anh Di với nail á mà nó tạo trên mạng á là gì? Thằng kia nó đang so nghề nail với nghề văn phòng, mà hiểu không? Mày có hiểu văn phòng là officer, nó nói là nail ngon officer đó. Anh xong mới anh lấy lý lẽ anh đam lại mày dẹp con bên đi. Đúng không? Nail là lao động chân tay, officer tao lao động trí óc, tao trên mày một tầm rồi. Ở đó mà đi đam ngược. Chưa kể vấn đề quá chất, vấn đề này vấn kia, vấn đề tự tôn, tự ái đạp này nọ kia thứ. Có thằng nào vô trong officer đi quýnh lộn không? Công an cầm đầu mày thấy mẹ luôn, nhưng mà tiệm nail quýnh lộn như cơm bữa thì sao? Đó là những cái đầu óc họ hổ lậu, đúng không? Họ lợi dụng cái farm của Như Nguyễn để họ cất tiếng nói, họ giống như họ là liên minh minh chủ của ngành nào đó, để từ đó làm chi? Để PR quảng cáo thôi chứ làm chi? Còn lẽ giờ nào đụng tới ngành game mà tao đứng tao sồ tao đòi quýnh đó hả? Đúng không? Giờ nó game chứ là thằng tập tạ hay cái ba nó, đó là suy nghĩ của nó. Đó là suy nghĩ của nó, game là thằng tập tạ. Mà anh đồng ý cũng có những người là game mình chỉ thằng tập tạ thiệt, dân trí họ thấp. Họ kéo con chuột lên, họ ngạo nghễ với đời, họ sai thì họ bị xã hội nhận lên án, nhận định đó là đúng rồi. Còn chừng nào mà nói tao chỉ là thằng tập tạ thì mày mới là sai, ok? Trời đất ơi, sống trên đời bây giờ có cái đầu mà sao kỳ cục cho mấy em? Mấy em nói chuyện giống như có cái đầu để trang trí thôi. Không có được cái một cái sự suy nghĩ, không có được một chính kiến, không có lập trường. Mà tao nói mẹ con người mà không có suy nghĩ, không có chính kiến, không lập trường thì vứt. Hợp lý không mấy bạn? Đã là con người không có suy nghĩ, không có chính kiến, không lập trường thì vứt. Ok, mình thấy tình hình hơi căng tí nên nói sếp, em nhắn tin cho chị An Nhiên đó, chị nail chúa để cho chị vô mấy cái group đó chị dứt đi. Còn còn mày á, thì mày thấy thằng nào nó xuyên tạc anh á thì mày phải vô đó mày binh anh chứ. Nó nói đúng anh thì ok, còn nó xuyên tạc anh á thì mày em phải chiến đấu dạy đồ chứ, đúng không? Thiếu gì thằng phản động lợi dụng dịp nãy xuyên tạc anh. Chỉ nói chuyện bình thường. Nhưng còn bây giờ mà anh mày thí dụ một câu tự đáy lòng của anh Như Nguyễn, nếu mà nói về ngành nail mà đi so ngành văn phòng tập chết tao, tao cũng cho nó bằng nhau, thế thôi. Đó là quyền tự do ngôn luận của anh nha. Còn mày nếu mà nói mày xã hội này không quyền tự do ngôn luận thì dẹp, không nói nữa. Rồi dân văn phòng là dân gì, nói cho rõ nha. Dân văn phòng là dân làm trong phố Wall á, dân văn phòng là dân làm trong Silicon Valley á, dân văn phòng là dân làm trong hàng không đó, dân văn phòng là dân dạy nha ba, chứ không phải dân văn phòng là mấy nhỏ tập sự và phụ tá cho luật sư người Việt. Nói cho nó rõ, có kiến thức mà không chịu hiểu, có cái đầu mà không chịu suy nghĩ, mà thích hổ báo cáo chồn thì các bạn cứ nói đi, người ta phục ok. Cứ các bạn không đồng ý với mình thì ok, tranh luận thế thôi. Xã hội này phải tranh luận mà phát triển. Tôi sai tôi xin lỗi các bạn, đúng không? Còn các bạn sai bạn phải xin lỗi tôi, thế thôi. Mà tôi cũng chả cần bạn xin lỗi, các bạn sai là bạn nhận bạn sai được rồi. Duy à, sao dân Việt Nam tụi bay tẩy chay hờ mờ mà tao thấy hờ mờ nó sell dân từ Việt Nam mày bu vào đông quá, bọn mày không có tự tôn hà? Cái đó là mắt cú mày thấy thôi, tao đâu có thấy đâu, đúng không? Mày nói mắt cú mày thấy kệ bạn, mắt cú mày chứ mắt Duy Nguyễn chưa thấy nha. À, gì theo anh ca sĩ Đan Nguyên về nước thời điểm hiện tại có bị bắt không anh? Ai biết. Đâu, sao tao quyết định được chuyện đó ba? Chuyện đó là chuyện của cơ quan an ninh. Cơ quan nên làm anh không biết nha, tao đâu phải làm trong cơ quan nên đâu mày hỏi tao. À, comment tiếng Anh hả? Ok, comment tiếng Anh thì đi qua diễn đàn của người Anh đọc đi. Ô lộn, qua diễn đàn của người Anh chơi đi. Bà bị tôi đam riết bằng áo rồi, bà vô đây bà thể hiện cái gì? Mấy em lên mạng copy đoạn tiếng Anh bát vô mặt bà đi mấy em. Cái bà này bà lò đuôi phản động bên Duy vạch mặt ở trong live trước đó.
Rồi giờ bỏ vô đây bán áo luôn rồi, không biết phải bả không nữa, hàng trổ tre nào để đặt nít già già nữa. Ở trong nhà của anh cũng có con thằng khùng nữa, nó cũng comment tiếng Anh nữa bạn, lần nào cũng vậy đó, nó nói gì Việt Nam Cộng Hòa gì ABC đó, bạn nhớ thằng đó không? Thằng đó lần nào tôi post bài nào cũng nó mắc mai vô comment xong ăn đóng chửi, ngay nào cũng vậy hết. Gì ê mày giàu cỡ Natalie không, nói thật sự tao có giàu cỡ Natalie không, Natalie thì vàng Duy Nguyễn như Natalie cũng có cho tiền mày mà cũng chơi với mày, cái đó là sự chung của tao với Natalie. Còn điểm riêng của mày á là nghèo nhưng cò hó vậy đó, biết không, nghèo nhưng cò hó vậy đó mà đi, mà gọi là đi cà khịa những cái đối tượng không liên quan tới mình. Tức là mình muốn đo tiền với người ta đó thì mình phải có vốn, mình phải có một cái gì đó thì mình mới đo tiền được, còn mày không có vốn mày đo cái gì, toàn tao toàn là chiếu trên mày không à, tao còn là top trên của mày không à. Ok gì à, Natalie chửi phụ nữ hả, đó tao mình cũng có theo dõi nữa, mình chỉ biết có cái biến qua lại giữa Natalie với Ngọc Trinh thôi, mà cũng đã chả biết bên nào đúng bên nào sai, mà cũng chả biết bên nào chửi bên nào, cũng chả biết cái gì hết á, chỉ biết có cái đó thôi nha. À, Duy nghĩ sao về Natalie bảo Ngọc Trinh làm gái, thì bây giờ có chứng cứ đưa ra, còn không có chứng cứ thì 7,5 triệu vậy thôi chứ có gì đâu trời. Chuyện đó chuyện đơn giản, chuyện này nó còn đơn giản hơn chuyện của ông Vũ Hoàng Yên nữa mấy bạn. Thì giờ Ngọc Trinh kêu ok, giờ đưa chứng cứ ra đây, có chứng cứ không bạn? Không có chứng cứ 7,5 triệu. À, so Natalie thì cả bà Hằng Đại Nam chưa có cửa, giàu thôi là chưa đủ, vừa giàu vừa quan lại, chính phủ mới là vua. Mày muốn nói gì ạ? Mày muốn nói gì ạ? Thằng áo ngôn lâu ngày gặp lại Đỗ Anh Samuel. Gì? Đòi kiện NT với Cao Thái Sơn nghe đâu 30 tỷ. Ừ có kèo 30 tỷ là được á. Có kèo 30 tỷ là thấy thơm rồi đó mấy em. Ý nó nói cha Natalie có cha làm đại sứ đó anh. Ui thằng mấy thằng phản động nó nói chuyện đó kệ nó nghe. Hôm qua tao cũng nghe cái vụ nào mà lôi tới chủ tịch quốc hội ra luôn mà. Ca sĩ Hương Tràm, đúng rồi à, ca sĩ Hương Tràm. Mà không ngờ cái pháo ngu đó vậy mà phản động nó cũng nghĩ ra nữa. Cha của Natalie là đại sứ. Đại sứ như sai chính tả hay gì mày ơi. Ta giờ tao lú rồi nha, đại sứ như sai chính tả hay gì đó mày ơi. Ở các nước châu Âu viết hoa mày ơi. Đông Nam Á, tại sao tao chửi mày châu Âu phải viết hoa? Tại vì Đông Nam Á mày viết hoa thì châu Âu phải viết hoa mày ơi. Mẹ là tiến sĩ ở trường danh giá nhất thế giới. Bất động sản nghìn tỷ, siêu xe này nọ, chất lượng thượng lưu Việt Nam. Ủa sao mày biết gia tài người ta ghê bà? Mày đi mày định hay sao mày biết gia tài người ta ghê vậy? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là quan trọng nè. Thí dụ như cha mẹ mà đẳng cấp đó, thì mình sống cũng phải thận trọng. Điều đó ok. Cha mẹ đẳng cấp thì sống phải thận trọng. Chứ cha mẹ đẳng cấp không thể nào sống không thận trọng được nha con trai. Nên mà nói chung mà đừng bàn về chuyện gia đình của người ta nữa ha. Chấm dứt ở đây nha mày. Mày bàn về chuyện gia đình của người ta mất công họ mấy thằng trẻ trâu nó đọc nó coi lên trên mày tưởng đâu tao bàn nữa thấy mẹ nữa đó, nên cái vấn đề đó vấn đề quan trọng mà mấy thằng trẻ trâu không cho nó hiểu hết. Mà sống trên đời này trẻ trâu cũng bao giờ nó cũng đông không mấy thằng già trâu hết, không các bạn ha. Các bạn nhớ rồi nha, thằng khốn nạn Đỗ Anh Samuel này nó đang bàn về chuyện gia đình của người ta, xong rồi tôi ngồi tôi đọc comment của nó, tôi chỉnh nó hồi xong cái thầm ra tôi bàn đó. Rồi cái xã hội này nó chỉ biết là ừ tôi bàn thôi, nó không biết thằng chó đẻ này bàn trước. À, các bạn hiểu ý tôi nói cái gì không? Nên mày biến giùm tao cái đi nha, Đỗ Anh Samuel, con nít sao chính tả tà le kìa mày. Natalie nói là con gái thời nay không nên thần tượng NT, vì NT đi giật chồng người khác. Thì đó là quan điểm của Natalie thôi, có gì đâu. Đó là quan điểm của Natalie nó nói thôi, nhưng mà câu sau là yếu tố cáo buộc. Yếu tố cáo buộc thì phải có chứng cứ. Đó. Anh nghĩ sao về vụ việc Natalie với Ngọc Trinh Cao Thái Sơn anh? Vụ việc đó thì anh không có theo dõi, nhưng mà bây giờ vụ việc đó có chốt kẹo chưa? Có chốt kèo là ví dụ như bao nhiêu tỷ để làm việc này hay là mấy trăm triệu để làm việc kia, có chốt kèo chưa? Còn chưa chốt kèo thì cứ để cho ba bên đàm phán đi, biết gì đâu trời. Chị Hằng vừa nói bóng gió gì về nghệ sĩ Hoài Linh đó, thì đó là việc của chị Hằng. Chừng nào chị Hằng nói bóng gió về anh Duy Nguyễn thì anh Duy Nguyễn mới phải suy nghĩ chứ, đúng không? Chuyện này đâu liên quan tới anh Duy Nguyễn đâu mấy em. Chị Hằng nói giờ người ta quên cô Vi, chỉ nhớ cô Hằng, nói chuyện vui mà sâu thiệt. À, hiểu ý mày rồi. Tức là giờ Covid đang hoành hành mà người ta chỉ bàn chuyện cô Hằng rồi đúng không? À, ý mày là vậy vậy. Nhưng mà cô Vi ở nước nào mạnh thôi chứ Việt Nam có đâu ba. Việt Nam chuyện bình thường. Nên cái câu này nó cũng không có đúng lắm. Mà hiện tại tôi thấy những cái hiện tượng mạng mà trên mạng xã hội đang rần mấy ngày nay á. Một cái tháng nay á là chuyện của chị Hằng. Rồi gần đây là chuyện lật mặt 48 giờ. Nào là doanh thu, nào là Lý Hải đứng ra trả lời phỏng vấn đồ, ABC đồ. Người ta so sánh lật mặt 48 giờ với bố già đồ. Đó là những cái hiện tượng nó hot. Còn cái câu mà cô Vi mà nhớ cô Hằng thì nói cho nó vui. Chứ còn cái độ chính xác nó không có cao nha các bạn.